làn da là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến vẻ ngoài của người phụ nữ. Một làn da đẹp, mịn màng, tươi sáng luôn là khao khát của chị em. Tuy nhiên, những vết nám, sạm và tàn nhang làm da bị tối màu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến chị em kém phần rạng rỡ. Thời gian trôi đi, những vết nám, sạm, tàn nhang này xuất hiện ngày một nhiều và sẫm màu hơn, gieo thêm phần lo lắng, ưu tư cho nhiều chị em. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng kem dưỡng da V7. Đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem dưỡng da V7 được đánh giá là dòng kem dưỡng da hiệu quả, nó phù hợp với phần lớn nhiều loại da. Hầu hết mọi người sau khi sử dụng đều thấy da trắng sáng, mờ sạm và căng bóng hơn. Đó là lý do mà bạn nên dùng thử sản phẩm này, vì là phụ nữ mình không thể để mình xấu đi được. Vì vậy bạn nên sử dụng ngay kem dưỡng da V7 càng sớm càng tốt để giúp da trắng sáng hơn, chứ để đến lúc quá muộn có khi lại khiến bạn hối hận và tiếc nuối rất nhiều. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem dưỡng da V7. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là nó làm trắng sáng da và trẻ trung như gái 18. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng kem dưỡng da V7 mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng giúp da trắng mịn, trắng nhanh và hồng hào, da căng mất hơn nữa. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là làm ẩm và mềm da, giữ cho da luôn căng bóng mất mịn. Cảm giác da được thu nhỏ lỗ chân lông hơn, không khô ráp nữa. Khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng kem dưỡng da V7 này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem dưỡng da V7 về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn. Kem V7 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.